Bạn là người thích chiêu tính Nhật Bản. Bạn thích các anh gangster mô tô ngồi lồi của Mỹ ngày xưa. Bạn thích nhìn trên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bên mình. Và bạn thích Goblin. Thì đọc bài Goblin Biker chính là dành cho bạn. Goblin đã xuất hiện ở trong card game Yu-Gi-Oh! Từ những set đầu tiên và có một sự hiện diện nhất định với các lá bài như Goblin Attack Force và luôn duy trì sự hiện diện của mình trong trò chơi. Tuy nhiên vẫn chưa có một archetype riêng cho mình cho tới bây giờ. Ra mắt trong booster box Phantom Nightmare ở OCG và vừa được giới thiệu trong box cùng tên ở TCG. Goblin Bikers hay Goblin Riders ở bản OCG là một tộc bài kết nối các Goblins thành một archetype với lối chơi combo tập trung chủ yếu vào Exit Summon. Tộc bài này có liên quan tới cốt truyện của cô phù thủy xinh đẹp Diver Store. Khi trong artwork của Goblin Rampage, ta có thể thấy các Goblin Bikers đang định săn tiền thưởng từ việc bắt Tower Store. Ở Goblin Biker Run Stampede, ta có thể thấy các Goblin Biker xuất hiện vô cùng hoành tráng, còn Tower Store thì đang khá là phiền phức với đám Goblin này. Còn trong artwork của Dramatic Snake Eye Chase thì Diver Store đang cày nát đội hình của Goblin Biker. Quả báo dẫn lục. Lưu ý các lá bài trong video này sẽ chỉ tính tới thời điểm box Phantom Nightmare chứ không bao gồm support của nó trong Legacy of Destruction vì box này chưa ra mắt ở bản TCG. Trong bản tiếng Nhật, Goblin Riders có cách đọc theo chữ kanji là từ ghép của hai từ Hiyaki Yago, nghĩa là bách quỷ dạ hành, là cuộc diễu hành của 100 loài yêu quái trong truyền thuyết của Nhật Bản, liên hệ tới việc các Goblin cưỡi những con thú đi theo bầy đàn và chủ đề băng đảng của các Goblin này. Còn từ thứ hai là Akira Setsu, nghĩa là yêu quái ăn thịt người hay quỷ la sát, liên hệ đến những con quái vật nguy hiểm mà các Goblin Biker cưỡi. Ngoài ra, Biker hay Riders ám chỉ các băng đảng cưỡi mô tô ở Mỹ thời xưa. Tộc bài này có lối chơi chủ yếu thuộc dạng dàn trận xả lũ, với việc các Goblin Biker có thể tự kéo nhau lên sân qua hiệu ứng lẫn nhau, và còn thông qua hiệu ứng chung là Detach một Exit Material từ quái thú Exit từ cả hai bên người chơi để tự triệu hồi đặc biệt bản thân. Xin nhấn mạnh là cả hai bên người chơi. Từ đó tộc bài này có một lợi thế khi có thể xin đểu vài cái Exit Material của các boss monster như là Divine Arsenal, Zeus, Gigantic Sprite hay các Burly. Các Goblin Bikers sẽ rất thích hợp trong một bộ bài tập trung vào Exit Summon, đặc biệt là rank 3 Exit. Từ đó có thể mở ra khả năng đưa các cọc đánh thuê cho các deck 3 Exit vào như Speedroid Terratop, Target Tomborc hay Tour Guide from the Underworld. Một lần trong một chain, trong main phase, nếu lá bài này ở trong tay hoặc mộ, bạn có thể detach một Exit Material từ một quái trên sân hai bên. Triệu hồi đặc biệt lá bài này, bạn sẽ không thể triệu hồi Goblin Rider Boommax cho đến hết lượt. Nếu lá bài này được triệu hồi thường hoặc đặc biệt, chỉ định một Goblin ở dưới mộ trừ chính bản thân, triệu hồi đặc biệt Goblin đó. Trong main phase đối phương, nếu lá bài này nằm trong mộ của bạn, detach một Exit Material từ một monster trên hai bên sân, triệu hồi đặc biệt lá bài này. Tuy nhiên lá bài này sẽ bị banish khi rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi effect của Goblin Biker Clutters Powder mỗi lượt. Nếu lá bài này trong tay bạn, detach một Exit Material từ một quái trên sân cả hai và triệu hồi lá bài này. Nếu lá bài này được triệu hồi thường hoặc đặc biệt, bạn có thể add một Spelltrap Goblin Biker từ deck lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi effect của Goblin Biker Duck Charter một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được triệu hồi thường hay đặc biệt, Bạn có thể triệu hồi một Goblin từ tay trừ lá bài này. Trong main phase bạn, nếu lá bài này trong mộ, bạn có thể detach một nguyên liệu Exit từ một quái thú trên sân. Triệu hồi đặc biệt lá bài này nhưng banish nó khi rời sân. Bạn chỉ có thể dùng mỗi effect của lá bài này một lần một lượt. Thêm một quái thú Goblin từ bộ bài trên tay, sau đó bạn có thể sử dụng các hiệu ứng sau. Detach một Exit Material từ một quái vật trên sân, sau đó bạn có thể triệu hồi một quái thú Goblin level 4 hoặc thấp hơn từ tay. Bạn có thể banish lá bài này từ mộ, thêm một Goblin từ mộ lên tay. Bạn chỉ có thể dùng mỗi effect của Goblin Biker Run Entrance một lần một lượt. Quái thú Goblin bạn điều khiển tăng 300 công cho mỗi quái thú Goblin bạn điều khiển. Trong main phase, bạn có thể normal summon một Goblin thêm vào lượt triệu hồi thông thường. Bạn chỉ được dùng hiệu ứng này một lần một lượt. Bạn có thể target hai quái thú Goblin bạn điều khiển, sau đó kích hoạt một trong các hiệu ứng sau. Thay đổi level một quái thú trên sân bằng với số level hiện tại của quái thú kia, level cả hai quái thú bằng tổng level hai quái thú cộng lại. Bạn chỉ được dùng hiệu ứng này của Goblin Biker Rampage một lần một lượt. Trong main phase, bạn có thể lập tức sau khi hiệu ứng lá bài này resolve, bạn có thể Exit Summon một Exit Monster chỉ sử dụng các Goblin bạn điều khiển. Nếu bạn điều khiển một quái thú Goblin Exit, bạn có thể detach một Exit Material từ một quái thú và nếu bạn làm vậy, bạn có thể vô hiệu hóa quái thú đó tới hết lượt. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng của lá bài này một lần mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Nếu lá bài này được Exit Summon, bạn có thể thêm một quái thú Goblin từ bộ bài lên tay. Nếu một Exit Material được detach từ một quái thú trên sân, bạn có thể target một quái thú trên sân gắn nó làm Material cho lá bài này. Trong end phase, bạn có thể gắn một quái thú Goblin làm nguyên liệu cho lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi effect của Goblin Biker Big Kabonga một lần một lượt. Một lần mỗi lượt, bạn có thể chỉ định một spell trap trên sân, detach hai nguyên liệu từ một quái vật trên sân và nếu bạn làm vậy, gắn lá bài đó làm Material. Nếu một quái thú bạn điều khiển bị hủy diệt bởi hiệu ứng lá bài, bạn có thể detach một nguyên liệu từ lá bài này thay thế. Nếu lá bài này trong mộ bạn, bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này và gắn một Goblin trong mộ làm Material cho lá bài này. Bạn chỉ được dùng effect này của lá bài này một lần trong một trận đấu. Đối với mỗi format, bạn có thể sử dụng các support khác nhau, nhưng hiện tại chúng ta sẽ tập trung vào format TCG với bộ bài gợi ý sau đây. Ngoài ra, nếu bạn chơi theo format OCG, bạn có thể tham khảo decklist của một giải local dưới đây. Goblin Bikers là một tộc bài rất hứa hẹn trong tương lai khi những lá bài Goblin ra mắt sau này đều sẽ là những support của bộ bài. Đồng thời, những support của Goblin Biker nói riêng cũng sắp được ra mắt trong set Legacy of Destruction tới đây. Nếu bạn muốn cùng những anh chàng Goblin này cưỡi thú đi tới hoàng hôn như các cảnh phim điện ảnh Mỹ hay là hứng thú với cốt truyện của Diver Store thì các bạn hãy ghé thăm Kisara Board Game Cafe để thử sức với những tộc bài này nhé. Các bạn hãy đến shop Kisara ở 930/46 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để săn ngay những lá bài hiếm nhé.